ti ma. Tiếp tục ở dưới này đang có một bác Hino 500 nữa các bạn ơi. Một bác xe bồn nữa. Đấy, cứ đi đúng lên đúng làn như các bác xe bồn này thì đường ai người đấy đi, thì chẳng bao giờ có sự cố như vậy như lúc nãy. Tiếp tục mà mình nghe thêm được một tiếng động cơ nữa ở phía dưới chân đèo đang chuẩn bị lên này các bạn này. Đó, lại là một bác đầu kéo nữa này. Một bác Hyundai HD. Bác này là bác HD 1000 nữa rồi. Phía trên có một bác xe tải, một bác Thaco Olin. Tiếp tục có thêm một bác đầu kéo nữa các bạn này. Một bác đầu kéo Jack. Phía trên có một bác Thaco Bớt nữa cũng đang ôm cua xuống. Đó. Cứ đúng lên đúng làn là lên thôi, là xuống thôi. Bên dưới này lại thêm một bác đầu kéo Jack nữa. Những chiếc xe đầu kéo xe bồn. Đó, dưới này lại thêm một bác đầu kéo nữa. Đang chuẩn bị lên đèo rồi. Tất cả những chiếc xe bồn ôm cua lên đèo cái khúc này rất là tuyệt vời luôn này các bạn này. Đó. Đẹp. Ở dưới này lại có thêm một bác HD 1000 nữa. Wow. Chiếc xe bồn khi vào cua leo đèo xuống đèo nhìn rất là đẹp luôn. Một bác xe bồn nữa. Xe bồn này biển số 14 Quảng Ninh này. Một bác xe bồn màu vàng. Đẹp quá.
Isuzu Samco nữa. Những chiếc xe chở khách du lịch. Trên này lại tiếp tục có một bác đầu kéo, một bác Xen này các bạn ơi. Ở bác Hyundai Xen. Biển 29, cái này là ở Hà Nội rồi. Wow, trên này có một bác xe rồng. Bác xe đầu rồng. Thêm một bác Hyundai. Một bác xe bus nữa đang chở khách du lịch ôm cua lên đèo này. Phía trên này một bác xe bồn nữa. Bác xe bồn xăng dầu hàng không. Wow, có lẽ đây là một chiếc đầu kéo đẹp nhất cái cung đường đèo Hải Vân này quá các bạn ơi. Một bác xe bồn xăng dầu Vạn Phú. Những chiếc xe bồn của Vạn Phú thì có những cái skin rất là đẹp luôn. Đó. Chiếc xe cũng khá là nặng. Ừ, về nhá. Rút kinh nghiệm nhá. Mấy bạn này vừa nãy lên đây ôm cua đánh lửa. Bị mình được mình tư vấn cho. Đó, đó, đó. Chạy thế cơ mà. Lại là một bác đầu kéo của xăng dầu Vạn Phú này các bạn này. Đó, những chiếc đầu kéo Vạn Phú đẹp quá. Ui, chào. Tuyệt vời. Tiếp tục này các bạn ơi. Một bác đầu kéo nữa. Bác này một bác HD rồi. HD 1000 các bạn ơi. Tiếp tục thêm một bác đầu kéo nữa này các bạn này. Đó, bác này lại là một bác HD nữa rồi. Vẫn là một bác HD 1000. Phía trên có một bác xe đầu kéo đang đi xuống này các bạn ơi. Wow, ở dưới cũng có thêm một bác đầu kéo nữa đang đi lên. Ui wow wow wow. Ui giời, ui giời. Rồi, con này là tất cả dừng lại hết rồi. Ui trời ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là cái sự cố không ai mong muốn. Đó. Chiếc xe bồn ở trên thì rất là nặng luôn. Không thể lùi, không làm gì được. Đó. Bây giờ sẽ xử lý như thế nào đây? Thấy chưa? Đó. Trên đèo, trên dốc.
đâu thể biết được. Chiếc xe đầu kéo này chắc chắn là phải lùi lại rồi. Phía dưới này còn rất nhiều xe đang lên nữa này. Đó. Các bạn thấy chưa? Chiếc xe bồn ở trên hình như đang tràn dầu xuống rồi. Dầu tràn hết ra ngoài bồn rồi kìa. Đó, chiếc xe bồn kia dầu tràn hết ra ngoài rồi. Đây lại là một chiếc xe biển Lào hay Thái Lan này. Đó. Dầu đổ ở nước. Phải không? À, nước làm mát. Đúng rồi. Tràn nước các bạn ơi, không phải dầu. Nước làm mát thắng. Thấy chưa? Cuối cùng là hai bác đều phải đi ngược đường hết để lên. Đó. Đèo dốc mà làm sao mà. Quá, thế bác này cũng nặng này. Xe không mà lên cũng còn nặng này. Đó. Một sơ suất thôi là dừng lại hết. Phía dưới này có thêm một bác xe bồn nữa cũng đang lên đèo. Những chiếc xe phải dừng lại ở phía dưới để chờ hai chiếc xe ở phía trên này xử lý xong tình huống mới lên được. Phía trên có một bác Samco đang đổ đèo các bạn này. Phía dưới đây thì lại có thêm một bác HD nữa đang ôm cua lên rồi. Và có lẽ mình cũng xin được dừng video ở đây. Các bạn xem video thì nhớ để lại một like, một chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình các bạn nhé. Wow, đẹp quá.